sang mẹ tôi nhà thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần. Rồi một chiều kia ngày tôi xa mẹ càng gần. Dù biết như thế tôi vẫn phải tin, tôi vẫn phải tin mẹ đang còn trẻ. Mỗi mùa xuân về mẹ thêm tuổi mới, mỗi mùa xuân mới con mừng tuổi mẹ. Gọi điện thoại đó con. Cậu Lâm nói gì vậy má? Thì ổng nói định bữa nay mời đi ăn nhưng kẹt công chuyện. Ổng xin lỗi và hẹn ngày khác sẽ mời nhà mình đi trọn tuần lễ để tạ lỗi. Chỉ nói vậy thôi sao? Má, cậu có nói gì con vậy má? Có chứ sao không. À mà con muốn nói gì với cậu thì lên điện thoại kìa. Hôm nay cậu ở nhà chứ không có đi làm đâu. Vậy thì con lên lầu gọi điện thoại cho cậu nha má. Con này thiệt in là con nít à. Ủa còn con Mai sao buồn hiu vậy con? Bộ hai đứa bay gây lộn hả? Dạ đâu có má. Vậy chứ sao con buồn? Dạ trưa nay con muốn xin phép má cho con được tiếp hai người bạn trai tại nhà và ăn cơm ở đây luôn nữa, được không má? Tưởng chuyện gì chứ, chỉ có vậy mà mặt mày con buồn hiu hả? Con cứ tự nhiên, cứ coi nhà này là nhà của má con vậy. Bạn trai mà tiếp đãi đứng đắn tại nhà là điều tốt chứ có làm sao đâu con. Chị ba ơi, chị dạ. Ba chi đó chị? Con Mai nó nói bữa nay nó đãi bạn của nó đó. Chị cứ tự nhiên lo món ăn gì để nó đãi cho vừa ý nghe chị ba. Dạ. À mà nè chị ba à, chị cứ dọn bàn ở phòng khách luôn đi để con nó đãi tiện. Dạ, một chút dạ, nha. Dạ, cảm ơn chị. Thôi vui đi nghe con, má đi chợ một chút à. Cảm ơn má. Mai à, má phương thương con vậy để má đi lo nấu nướng đãi bạn con chứ có gì đâu mà con buồn hoài vậy Mai. Má à, con nói với má việc này nha má. Má đừng có giận con nghe má. Sao? Việc gì? Con nói đi, má không giận đâu. Nói đi. Con nói lỡ với họ con là con của má Phương rồi. Sao? Con nói với họ con là con của má Phương hả? Dạ, họ tưởng con là con của nhà giàu cũng tốt chứ có sao đâu con. Nhưng con sợ. Con sợ họ gặp má phải không? Dạ. Nếu vậy thì má sẽ ở luôn dưới bếp, má không lên đây nữa, được chứ gì? Nhưng hai cậu đó là con nhà ai vậy con? Ở đâu? Một anh tên Dũng, con ông Nghị Hữu Nha Trang á, và một anh là bạn của ảnh. Anh Dũng, ảnh yêu con và tính cưới con nữa đó má. Anh định hôm nay này đến đây để chào má. Chào má Phương con phải không? À được. Nếu thật cậu đó yêu con và con cũng yêu cậu đó thì để má năn nỉ với má Phương lo giùm cho tụi con nha.
Không sao đâu, con đừng buồn. Con buồn má khổ tâm lắm. Thôi, để má đi chợ lo chợ búa nấu nướng cho bạn con nha. Nhưng nếu mà ở dưới nấu thì ai lo bưng dọn lên đây? Thì con phụ với má chứ còn ai nữa. Nhà còn con Tư, nhưng mà má đâu có dám nhờ. Mình má Phương thương mẹ con mình, nhưng mà đừng có làm quá, coi kỳ lắm. Không lẽ con đóng vai một cô gái nhà giàu như vậy mà không có bồi bếp, phải xuống phương dọn thì coi sao được hả má? Như vậy nghĩa là con muốn má phải làm người ở nữa phải không? Cô xin lỗi má. Chỉ vì cô sợ anh Dũng anh khi con nên cô mới có ý nghĩ như vậy. Mà nếu má thấy không tiện thì thôi. Nín đi con, đừng khóc nữa. Có gì đâu mà khóc, má sẽ làm theo ý của con mà. Má, má đừng giận con nghe má. Không, má không giận con đâu. Mai à, dạ. Nghĩa là con muốn má phải đóng vai người ở, phải không con? Xin má thương tha thứ tội tình, bởi tại vì con sợ anh Dũng khi con. Nếu má thấy không được thì thôi. Thôi nín đi con, đừng khóc con ơi, má sẽ theo ý con. Con chớ băn khoăn, má tự nguyện chẳng buồn phiền. Chỉ một lần này thôi nghe má, xin má chớ giận con. Nếu như má chẳng vui lòng và bất tiện thì con đành phải tự lo. Không, Mai ơi, con ấy nhìn cảnh vật thiên nhiên đã nói lên biết bao ý tình cuộc sống. Cho dù mùa thu đến có làm ngàn cây cỡ trùi la, nhưng trong cây vẫn âm thầm tuôn trong xương thịt những dòng nhớ máu tinh khôi. Để cho những mầm non kịp đón chào xuân mà nảy lộc đâm chồi. Đời má từ lâu đã sống cho đời sống của con rồi. Lòng mẹ là trùng dương, từng cơn lượng sống chân cao tràn dâng sâu rộng vô cùng. Chỉ biết hy sinh, mẹ đã quên mình. May mà không ngại gì đóng vai trò người ở mương, mà con khổ sầu chi cho giọt ngọc chưa chan. Nghe lời má hãy lau mắt đi con, đừng để cho má phai hồng mối phai thắm. Má sẽ vì con chịu trăm cay ngàn đắng, miễn con được cười vui là lòng má thỏa nguyện rồi. Má ráng với con một lần này thôi, rồi mai mốt con sẽ nói thiệt với anh nha má. Đừng bao giờ nói thật con. Nếu cần cứ để má lùi sâu vào bóng tối, để con được ngẩng lên nhìn đời kiêu hãnh, má không chịu mà. Má, tội cho con tôi lỡ thai sinh có một bà mẹ tôi đòi. Nhiều lúc má muốn hủy đi đời bạc phước vì thương trẻ dại khờ mà nấn ná tới ngày nay. Con được tựa nương chỗ danh gia là duyên may, lòng má sung sướng như người vừa được ngọc. Mai ơi, một ngày kia rồi con sẽ trở thành người mẹ, con sẽ hiểu thế nào là tình mẫu tử thâm sâu. Con sẽ ru con ngồi thức trắng đêm đập theo nhịp tim con khi ấm đầu số mùi bồng ấm dưỡng nuôi nào quản gì gian lao cực khổ. Từng giọt sữa cho con là từng giọt máu của tim mình. Dạ
chào cô. Dạ thưa cô, tôi rất hân hạnh được biết cô. Dạ, dạ mời ông ngồi. Dạ trước khi ngồi tôi xin báo giới thiệu cho cô biết tôi là Hoàng Ngọc Thạch. Dạ, dạ Thạch là trà là đá công Thạch chứ không phải Thạch chè đâu cô. Dạ xin duyên lực con của ông cụ hội đồng Hoàng Ngọc Sơn. Dạ, dạ Sơn là núi, cháu bốn đời của ông đốc phủ sứ Hoàng Ngọc Hải. Dạ, dạ Hải là biển. Dạ cháu của ông Hoàng Ngọc. Trời ơi Thạch, anh định nói gì đó? Tôi thấy bà này giống như là kìa Dũng. Hai anh đợi Mai có lâu lắm không? Không, không lâu lắm đâu Mai. Hai anh hẹn 10 giờ mà đến sớm quá là Mai lo không kịp thở à? Tại nôn quá nên đến sớm. Anh nói kỳ quá à, cái gì mà nôn? Dì ba ơi. Dạ. Cho nước ngọt uống hay dì ba? Dạ. Dạ mời hai cậu dùng nước. À, vậy vậy vậy. À, Mai, à, Dũng, à, thôi ngồi xuống đi cha nội. Trời ơi, cô Mai à, à cái bà hồi nãy là phải bà nấu bếp nhà này không cô? Dạ, à, có gì không anh? Bộ đói bụng lắm sao mà hỏi thăm bà bếp hoài vậy? Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Bây giờ hai anh muốn ăn món gì nói đi. Mai đãi nè. Tụi này đến đây có mục đích khác chứ đâu phải để ăn. Nội nhìn Mai hôm nay cũng đủ no rồi. Coi anh Dũng đó, ngạo em hoài à. Coi anh Dũng ngạo em hoài. Ứa gan không. Thôi để tôi ra ngoài hóng mát một chút cho ở đây xuống cũng mắc quá. Nè có người đẹp xuống nhớ kêu tao nha mày. Ừ đi đi. Anh Thạch càng ngày càng mát đặn à. Ba trần vậy chứ tốt lắm đó em. À má có biết chuyện của chúng mình chưa Mai? Em cứ nói hơi hơi. Nhưng má em thì dễ lắm. Em chỉ sợ bên anh thôi. Ba má anh cũng cưng chiều anh lắm. Nếu má bên này mà bằng lòng thì tuần tới ba má anh vô sẽ làm lễ hỏi liền. Thật vậy hả anh? Ủa tại sao Mai lại hỏi anh câu đó? Vì em lo sợ một chuyện gì bất trắc xảy ra sẽ làm cho lầu mộng của chúng ta sụp đổ. Không có trợ lực nào làm cho cuộc tình chúng ta tan vỡ. Chỉ cần sao cha mẹ đôi bên sớm tắt thành duyên nợ, cho chúng ta được cùng chung một mái gia đình trọn tình thương yêu như đã bao ngày cùng giao hẹn ước, sung sướng hay khổ nguy chúng ta cùng sớt chia. Anh Dũng Mai đợi em trước sau vẫn một lòng cùng anh. Tình nặng mang ai nỡ đành sẽ chia. Em chỉ lo phong dù lá lai sẽ làm cho xa rời duyên mai trúc. Ôm cuối tùy tình với mỗi dầm sương xuyên khéo hẹn hò là do thiên công đưa đường dẫn lối, thì không có trợ lực nào phá vỡ tình đôi ta. Nhưng sao em cứ hồi hộp lo âu anh à? Chị Mai, tại sao bỗng dưng em lại lo sợ vẫn vơ như vậy? Tại vì em có một cô bạn gái, chị ấy cũng có sắc, có học, nhưng nghèo nên bị đời bạc đãi. Chị ấy thường than. Chị ấy than sao? Mai ơi tao tức, tại sao tao sanh ra chi một kiếp nghèo để chịu hèn chịu nhục, cúi tấp đầu như một loài cỏ buồn quang dài, sống hẩm hiu sợ ngày lên buồn trong đêm tối khóc cô đơn mà lòng lại sợ trời kia voi sáng anh dương. Dẫu có làm thắm tươi vạn vật nhưng cũng làm cho kiếp cỏ quang càng nhìn thấy rõ tân phận mình bạc mệnh và ngàn vạn đau thương quằn quại tâm hồn. Nhìn thiên hạ xuống ngựa lân xe mà thêm chiếu nắng mùa buồn, tao hận trời bắt tao làm con nhà chính gia
để phải chịu nghèo chịu nhục với người ta. Mai ơi, mày đâu có hiểu được niềm đau của người cơ cực nào phải sự nghèo khổ của mình đâu. Cái mà làm cho tao phải tèn mặt cúi đầu chính là cái giàu sang của người khác. Tội nghiệp của cổ, khinh cổ sao mà tủi thân. Phải nhà mình ta em sợ em lo bao điều cay đắng đến với ta để cho quanh yên chia liền. Thấy nó khổ đau mà em liên tưởng đến phận mình. Nếu chẳng may em cũng trớ sanh lạc cô gái nghèo như nó thì biết có được người quý mến thương yêu. Dũng ơi, sợ gì em lo sợ dần dần là vì tình em yêu anh vô cùng sâu đậm. Nếu hoàn cảnh đẩy đưa em vào đường tuyệt vọng thì kiếp sống này nào có nghĩa gì đâu. Em lãng quá hả? Em đã xem thường anh rồi đó. Anh yêu em chứ anh có yêu cái gia sản này đâu. Em xin lỗi anh, em cũng có ý đó. Nè bây giờ em và anh của anh thường tiền cho vui ha. Dạ. Quanh tù tì ra cái gì ra cái này, quanh tù tì ra cái gì ra cái này. Em là cái kéo các tình vô nhớ, anh ra phong thơ gửi tình thương nhớ. Đợt em đi nhé tôi rồi làm ngơ, hứa đợt em một đoàn bài thơ chung tình. Ờ, được rồi, để anh đợt em đừng buồn nữa. Mai ơi, anh là một thanh niên ở vào thế hệ mới, nhưng không bao giờ anh tín nhiệm những gì mà thiên hạ gọi là tiến bộ văn minh. Nào là chạy theo thời trang chứ đúng mốt, nào là đổi thay người đẹp để tỏ ra mình là phóng nhã hào quá. Anh chỉ lo học và cố học cho thành tài, để giúp ích mẹ cha góp phần xây dựng tương lai đất nước. Vợ của anh là một cô gái mặc dầu ít học nhưng phải có nhiều tánh đức hiền ngoan, để cùng anh đắp xây niềm hạnh phúc và xứng đáng làm mẹ cha của đám trẻ sau này. Có ai trong nhà không? Ông kiếm ai vậy? Dạ tôi kiếm người quen. Dạ tôi ở Ba Tri mới lên cô ơi. Hả? Chết rồi, cậu Tư lên biết làm sao bây giờ? Ai anh là cậu Tư đó phải không? À phải rồi. Trời ơi, nhìn cái miệng là nhớ liền hà. Vô đây đi cậu. Nè, dữ ác không? 9-10 năm trời mới gặp à. Năm nay được mấy cháu rồi? Dạ, chưa có cháu nào hết chị ơi. Nhỏ lớn có gì đâu mà có cháu. Sao lâu quá cậu không đến tôi chơi? Dạ, mất ba cái ruộng mà, đâu bỏ đi được. Hôm nghe chị Sáu Niệm á, chị về quê, chị nói chị ba tôi chị đau mấy bữa dài mà nay mới đi được tới thăm quả, chỉ đường khó kiếm làm sao, đường xa việc như vợ đang tôi lanh quanh hồi sang tới giờ, xe sau là xe tôi né muốn khờ. Thôi giờ cậu đã tới được đây rồi, vào tắm cho mát đi cậu. Chị biết không, xe sao mà hòa xa quá xa. Mấy phen tôi tưởng bị đúng nhầm, nhưng mai xưa tôi có học gồng, nó đụng mấy lần mà không sao. Cậu vô tắm đi cho khỏe, rồi mình nói chuyện. Nghỉ khỏe chút rồi sửa soạn ăn cơm, cậu có nhậu hôn nhà luôn sẵn rượu. Nếu có cảm tình xin cho chén nước mưa. Nước mưa đâu mà có cậu. Nãy giờ tôi bất lịch sự quá.
không mời cậu uống nước. Tư ơi, khui chai coca mời cậu Tư uống nghe Tư. Lẹ lên không, nha. Không, tôi nói thật, không có nhắc đâu chị à. Chị biết nông dân mà, nghĩ sao nói vậy à. Có thất thố chị đừng buồn. Nói chơi cho vui chứ buồn gì. Uống nước đi cậu. Chị để tôi. Chị ba tôi với con Mai đâu rồi chị? Con Mai nó còn đi học hay là nó nghỉ học rồi chị ha? À kìa, chị Huệ ra kìa. Kìa, chị ba. Ủa, cậu Tư. Cậu mới lên hả? Sao chị khỏe chưa, hết bệnh chưa chị ba? Có bệnh hoạn gì đâu, mà khỏe rồi, không sao. Mèn ơi, em nhớ chị quá trời quá đất. Ủa, con Mai đâu, không thấy chị? Nó còn đi học không mà nó nghỉ rồi chị? Cậu ra sao đi. Tôi nói cái này cho cậu nghe. Đi ra sao chị nói đây cậu nghe. Dạ khoan đã. Dạ xin ông nán lại cho tôi hỏi thăm. Cậu muốn hỏi việc chi? Dạ cháu vô phép hỏi ông một việc. Dạ thưa ông, là chi của Mai vậy? Tôi là cậu ruột của nó, là em ruột của má nó nè. Má nó nè. Chắc hai cậu có quen với cháu tôi phải không? Kìa Mai. Trời ơi, cơ khổ, ông nãy giờ nó có ở đây mà nó làm thinh chứ. Coi, con nhỏ ngộ không? Trời ơi, bây giờ nó ăn bận sao mà giống y như bà quận ở dưới mình vậy chị ba ha? Ủa, bộ chị gả nó rồi hả chị ba? Không phải mà, không phải con Mai đâu. Vô đây, vô ra sao đây, chị nói cái này cho cậu nghe, đi. Cái gì mà chị kéo chị lâu tôi dữ vậy chị ba? Ủa, cái gì kỳ vậy? Thôi tôi hiểu rồi. Mai, cô Ngọc Mai. Cô Ngọc Mai, cô hãy nhìn tôi và hãy nói thật. Vì ba bếp là gì của cô? Sao cô nỡ phủ nhận mẹ mình từ trong lòng xé thịt mẹ chung ra? Sao cô nỡ vô tình? Dũng, mày làm gì mà mày giận rung lên? Đó là chuyện đời, người ta sống giả lung tung. Bao tình trao chớ giận hờn, làm đau lòng người mẹ thương con. Hà cũng xin anh Dũng nên bớt giận bâng bình, tất cả chỉ vì chị Mai quá yêu anh. Sợ anh khinh chỉ có mẹ nghèo. Lòng mẹ luôn là thiêng liêng, nhìn thấy gì bao buồn mà phúc hậu. Nghĩ tới mẹ mình tôi đau xót vô cùng. Ba xin cháu nên tha thứ lỗi lầm cho Mai một lần tự sửa tu thân. Xin lỗi bác, xin lỗi cô Hà. Tôi không thể nào kết hôn với một người xảo trá như vậy. Tình yêu bắt đầu bằng sự dối trá thì khốn nạn lắm. Đi về thật. Chào bác, chào cô. Anh Dũng. Ủa, đâu hết rồi? Mai, sao con khóc? Có việc gì vậy con? Má đừng hỏi nữa, tại má hết. Tại má? Má có làm gì đâu. Tại má nghèo, tại má đi ở mướn cho người ta, cho nên anh Dũng anh khinh con. Anh đơn tuyệt với con. Con còn ở đây làm chi nữa chứ? Con đi. Mai ơi, con đừng đi. Con đi con bỏ má là má chết. Mai à, chứ con ở gần má để cho má giết đời con sao? Con đi lấy quần áo, con đi liền bây giờ. Buông ra, buông ra. Mai, trời ơi. Chị ba. Mai, mày đứng đó. Mày đi, cái tao chọi mày cái con đá mày gãy giò mày chết đó liền. Mai, rồi nó đi rồi. Chị ba tỉnh lại chị ba. Ồ, xin lỗi, ông có phải là ông Tư Hiếu ở Ba Tri không ạ? Ủa, ông là ai mà sao biết tôi? Tôi là Tư Hồ, có biệt hiệu là Tư Xích Thố nè. Hồi đó tôi làm con ngựa, đưa thơ cho anh với chị tôi suốt cả năm trời. Bộ anh quên tôi rồi sao? À, cậu Tư Hồ đấy mà. Trời ơi, lâu quá không gặp, thành ra tôi đâu có nhớ. Bây giờ thay đổi nhiều quá. Có lẽ vẫn chuyện ăn cơm với mắm với rau, nhớ thương thường dài lắm. Dài
hay hơn người ăn đồ Tây đồ Mỹ. Cậu Tư, anh em mình lâu gặp nhau còn mắt mỏ móc ngoẹo nhau chi, cậu cho tôi biết hiện quê ở nơi nào. Đâu có xa, anh ở tại Sài Gòn. Cậu nói sao, quê vẫn ở Sài Gòn à? Có chồng con đàng hoàng chưa? Chỉ không có chồng mà lại có con, như vậy làm sao đàng hoàng được anh ơi? Cậu Tư, cậu tính nói chuyện gì? Tôi còn nhỏ mà tôi ngu, mới 13, 14 tuổi thôi, tôi biết nói giáo dài cho giặc. Tôi giúp chị tôi nào ngờ hãy chỉ đón trường, chị tôi gian nan khổ sở trăm đường, với một đời đau nhục nuôi con. Cậu Tư, cậu ngồi xuống đây đi cậu Tư. Cậu nói cái gì kỳ vậy? Gì đâu mà kỳ, tôi làm phu trạm, chạy tới chạy lui đưa thơ cho hai người hoặc trao lời hò hẹn. Nhờ chạy nhiều mà bụng tôi nó thon nhỏ, còn chị tôi chỉ làm biến không chịu chạy xa, mà có ráng lắm là tới chỗ hẹn với anh thôi, nên chị ăn uống không tiêu. Hình ra chỉ mắc căm tích, chỉ sình bụng, bụng bự gì nè anh. Cậu nói như vậy có nghĩa là... Có nghĩa là gì nữa anh? Chị Huệ tôi chỉ có chữa quan, mà hay nói đúng hơn là chỉ có chữa mà không có ba tăng. Trời ơi, Huệ có con với tôi hả cậu Tư? Không lẽ có với Hà Bá chú Ôn. Rồi sau đó Huệ ra sao cậu Tư? Rồi sao giàu gì nữa anh? Ông già tôi không biết được, liền đuổi chị đi, mà ông còn thề độc, đến ngày ông chết cũng không cho chị tôi chịu tang nữa. Nếu mà chỉ bước vô là ông bước néo liền. Chị tủi nhục xấu hổ quá, bỏ xứ đi luôn cho tới bây giờ đó anh. Tội nghiệp quá. Rồi hiện giờ quay ở đâu cậu Tư? Ở tại nhà này chứ ở đâu. Hả? Hai bữa rày tôi lên thăm chị nên mới gặp anh nè. Quay ở, ở chung với Phương sao? Sao tôi đến đây hoài mà không gặp? Làm sao mà anh gặp được? Tối ngày chỉ lủi thủi dưới bếp, chỉ có lên trên này đâu mà anh gặp. Với tánh chỉ tôi biết mà, chỉ biết anh ở đây sức mấy mà chỉ cho anh gặp mặt. Trời ơi, tội của tôi nặng quá cậu Tư ơi. Tôi không ngờ ngày xưa Huệ lại có thai với tôi, rồi đứa nhỏ con của tôi đó. Huệ, Huệ vẫn nuôi hay sao cậu? Cậu Tư, nếu không vì hòn máu anh bỏ rơi, chị tôi đã tự tử lâu rồi. Coi vậy mà mau quá anh ha. Lẩm rẩm mà chị tôi sống với con cũng hơn 18 năm rồi. Cậu Tư, cậu Tư ơi, tôi say sẩm đớn đau vì tội nghiệp để hiện về bằng những nhắc roi quá khứ. Xưa tôi đã vô tâm để lụy một đời ai biết khổ đau. Theo tháng rộng năm dài, quê đã sông đỏ đài. 18 mùa xuân đông câm nín nhớ thương, quê yêu và tuyệt vọng âm thầm nuôi con lớn khôn. Bây giờ gặp anh nhớ kỷ niệm ngày nào, anh đem hương mật gió tình ghẹo chiều bướm ông. Cậu Tư, cậu Tư ơi, tình yêu và nỗi đam mê của một thời trai trẻ đã gây thành tôi lôi. Bởi do lòng tự ái bồng bột để che vuốt lòng tự hào háo thắng. Tuổi trẻ ngông cuồng vô tâm đành để lụy một đời ai. 18 xuân đông đau khổ triền miên hơn tháng rồng năm dài. Quê đã sông đỏ đài bằng một tình yêu tuyệt vọng.
Cậu Tư ơi, vì đến một trời đau nhục, nàng phải nuôi con gượng sống vì vàng đà riêu phong, mà tội của tôi vẫn chồng chất theo tháng rồng năm. Dài còn biết nói gì đây, trước cảnh tình chưa xót đớn đau này. Trong ngày tháng tôi vùi quên trong bạc tiền vật dục, thì quê ôm trọn nỗi thương sầu nuôi dưỡng con tôi. Trời ơi, lòng một người con gái vừa nếm vì yêu đầu, lại phải riêng mang một đời phong ba tội nhục. Tôi quay mặt chạy tìm máu tưởng thì quê vẫn chung thủy nuôi con đến càng hết máu tim mình. Sao lúc đó anh lại đi đâu mất vậy? Cậu Tư ơi, tôi là một thằng khốn nạn. Thú thật với cậu, lúc đó tôi đeo đuổi theo Phương không được, nên buồn tình tôi mới tạm cá nghĩa hờ với Huệ để xoa dịu vết thương lòng. Nào ngờ, trời ơi, hèn gì trời ơi, người con gái khi yêu thì không việc gì xó bì hơn thiệt. Niềm vui là được yên dân, mặc cho đời dù dập bao giông tố phong trần, trọn một đời xuân mộng, chỉ tôi liều sinh được giải một lần. Chỉ có tôi mới là người đáng tội, tại tôi bắt cầu nên có sùi sục mưa ngông. Hèn gì anh bỏ đi có thương tiếc gì đâu, mặc cho chỉ tôi hưởng trọn nhọc nhằn đài đoan. Tin tưởng tình anh đánh mất đời con gái anh ở, đem chị tôi đi xoa dịu vết thương lòng. Anh Lâm, tôi không ngờ anh tán tận lương tâm đến như vậy, trong khi chị tôi hoàn toàn tin tưởng ở nơi anh mà. Em đến tâm anh dù không đón người, dù em quá nghèo nhưng quá vui. Em đến tâm anh lời thương thèn, gặp gần bao lối quanh co, vì yêu nguyên sống chưa nhau. Em nói yêu anh mơ ước, dù em có nghèo yêu vẫn còn yêu, lưu luyến bên nhau đẹp thay vui đầu. Rồi ngày mai sẽ ra sao, biết mình mãi được gần nhau. Cậu Tư, tôi xin cậu đừng nóng, cậu hãy nghe tôi nói. Thật ra tôi đâu ngờ là Huệ đã có thai với tôi, rồi sau đó ba tôi lại đuổi tôi đi. Lúc ấy tôi đâu còn lưu luyến nữa chi, ngoài nỗi đau riêng lắm thầm tuyệt vọng. Nào về đâu hạt giống tình hờ bén mộng, tôi đã bỏ con tôi lô lạc 18 năm trời. Trước hết tôi xin cậu hãy tha thứ tội cho tôi, còn phần quê tôi đã hứa phải chu toàn săn sóc, để mai kia tôi chết mới yên lòng nhắm mắt. Dẫu biển ai xuôi gặp cảnh trái ngang này. Cậu Tư, đừng giận tôi nữa nghe cậu Tư. Có giận anh thì sự cũng đã rồi. Cậu Tư à, trước khi về đây ở với Phương đó, Huệ sinh sống ra sao? Còn con của tôi, nó tên chi vậy cậu? Nó con trai hay là gái? Con gái, nó tên Mai anh à. Hả? Con Mai đó hả? Trời ơi, tới đi gặp nó với Thu Hà hoài mà tôi đâu có biết. Chị cực khổ với nó lắm anh ơi. Sanh nó ra được mấy tháng là chỉ đi làm thuê làm mướn để nuôi nó và cho nó ăn học cho tới bây giờ đó anh. Trời ơi. Nếu kêu trời mà được cứu thì chị tôi được cứu lâu rồi anh à. Trong đời chị tôi chỉ kêu không biết bao nhiêu tiếng trời mà tôi thấy có được gì đâu. Bây giờ tới con quỷ nhỏ này, nó hành chị chết lên chết xuống. Cậu Tư. Dạ chào cậu. Cậu Tư, má nói cậu lên lầu, má nhờ gì đó. Mày à, cháu ngồi xuống đó, cậu hỏi thăm cháu một chút. Dạ. Mày, cậu nghe nói là con làm gì cho má con buồn đến bệnh phải không con? Dạ, con có làm gì đâu. Cậu nghe hết rồi. Con không nên làm như vậy Mai à. Con không hiểu rõ hoàn cảnh của con đâu. Tại má con làm khổ đời con, chứ
chứ không phải tại con đâu cậu. Mày nín đi. Làm con một người đàn bà nghèo, suốt đời chỉ biết nhẫn nhục hy sinh để nuôi con là làm khổ con đó hả? Mày thiệt là đồ phản mà. Mày có biết khi mày đã tưởng hình trong bụng mẹ, má mày đã sống như thế nào không mày? Con biết. Con biết má con thương con. Nhưng tại vì chỉ nghèo nên mày nhục phải không? Mày chỉ mới bị người tình chê, không dám hỏi là mày đã thù hận mẹ mày rồi. Nếu mày ở vào hoàn cảnh của má mày ngày xưa, tao không biết mày nghĩ như thế nào nữa à Mai. Chứ cậu không thấy con khổ sao? Nghèo đã nhục, lại còn không có cha, càng nhục hơn nữa. Trời ơi. Mai ơi, mày nói mà mày không tội cho má mày. Một đời con gái tuổi mới tròn, trắng tình vừa chôm mong, lại dạy khờ xa vào cuồng vọng của một gã đàn ông không nghĩa không tình. Trời ơi. Thân đã bỏ ra đi khi mà con cảm thấy tình yêu đã kết nụ trong mình. Bao nhiêu tuổi hờn nhục nhã trút lên mái đầu thơ dài, đã bao lần mà con toan quỷ mạng để cho môn tộc gọi ố quen. Nhưng nhớ đến giọt máu đang kết tụ quan khiên, nó vô tội đang chờ ban sự sống. Thời xuân đã lỡ rồi bao ước mộng, còn lấy chuỗi ngày tàn dành trọn cho con mình. Ông ngoại bà ngoại con vốn người lễ cổ, nhất quyết không nhìn nhận, đánh đuổi má con ra khỏi gia đình. Lúc đó cậu còn nhỏ, muốn che chở cho chị cũng không làm sao được. Lúc đó tao len ông bà ngoại con nhờ người lối xóm đưa má con ra khỏi quê nhà. Rồi từ đó má con cây mướn gặt thuê để sống tạm qua ngày. Tuy làm mướn kiếm ăn nhưng lúc nào chỉ cũng lo cái bào thai trong bụng. Sự sầu muộn đã làm héo gầy thân xác, mà lúc nào chỉ cũng gượng cười gượng nói vì sợ con mình sẽ ảnh hưởng nhăn nhó khó coi. Khi sanh con ra sợ thiếu sữa thì con nghèo uột khó nuôi, ăn không được cũng ráng ăn gượng. Mày ơi, 18 năm qua con đã nên dài nên dốc thì má con chỉ còn lại đây một thân xác khô gầy. Cậu Tư, con đã hiểu rồi. Con biết má con khổ vì con lắm, nhưng con còn khổ sở hơn má con nữa kìa. Thà là hồi đó má con giết con lúc con đang trưng nước, mà con khỏi sống trong cảnh đời tôi như chưa gì. Mai, trời đất ơi, Mai ơi, mày thiệt là cậu Tư quá. Cậu Tư, cho con xin đi cậu Tư à. Mai, Mai đừng buông lời trách mẹ, đừng mặc cảm vì sự túng nghèo rồi tự mình đầu độc cuộc sống hồn nhiên. Bạc tiền địa vị chỉ là những thứ phù du, nó không phải là nền tảng để cho Mai đắp xây hạnh phúc. Mai, hãy nhìn xem cậu nè, nhà lầu xe giàu sang danh vọng, vậy mà trên 20 năm cậu chỉ thả môi bắt bóng, cho đến ngày nay cậu vẫn bơ vơ cô độc một mình. Mai, Mai hãy theo gương của mẹ mà nhẫn nhục hy sinh, rồi Mai sẽ tìm ra chân hạnh phúc. Người yêu Mai nếu là người xứng đáng thì không bao giờ hắn lại đi yêu một cô gái vô nghề phụ khó tham sang. Chị Ba nè, chị xuống đây đi ít vòng cho nó giãn gân cốt chứ, nằm hoài lâu hết bệnh lắm. Mà em sẽ giới thiệu cho chị biết một người ở quê mình đó, biết ai không? Ai vậy chị? Hả? Trời ơi! Quê. Má! Má! Chị Quê! Chị Quê à? Ba! Sao kỳ vậy? À, chắc chị thấy mặt anh rồi, chị xỉu đó. Cậu Tư! Cậu đưa tôi vô nhà thương mau đi! Không tôi chết bây giờ! Dạ dạ, đi đi liền khổ chị! Khổ ghê đi. Vậy đó!
Hôm trước tới nay nói đưa chị đi nhà thương chị không chịu, bữa nay chị đòi đi. Cậu Tư à, ẵm chị ra xe đi, tôi lo đồ đạc cho chị. À cậu Tư ơi, cậu ẵm quậy ra xe đi, biểu tài xế đưa đến nhà thương, rồi cậu vòng trở lại rước tôi nha cậu. Nhanh đi cậu. Dạ thưa cậu. À Mai, con ngồi xuống đây đi, rồi cậu nói chuyện này cho con nghe. Dạ. Cậu muốn nói chuyện chi? Cậu muốn hỏi con, con thấy má con như vậy, con có thương không? Con còn ý nghĩ gì buồn phiền má con nữa hay không? Buồn phiền thì con chẳng dám buồn phiền má con, nhưng con buồn tuổi cho thân của con thì có. Mai à, má con thương con, lo cho con hết lòng như vậy, đã vì con mà hy sinh cả cuộc đời xuân sắc, để cho con được ăn học như người ta, con còn muốn gì nữa chứ? Khổ lắm, con khổ lắm, cậu không hiểu cho con. Vì dạng của mẹ con đã dây kinh đời con trong bốn bức tường ô nhục, tại sao má con không có một tấm chồng xứng đáng để cho con ngẩng mặt cao lên kêu hạnh với người ta? Trời ơi, con phải cúi đầu nghe mọi người dèm xỉm là một đứa con gái không cha mà lại nghèo khổ suốt đời, mang thân hèn mọn một đứa con hoang được sinh ra bởi một bà mẹ mà quá khứ xấu xa đen tối mà con tạo con ra để làm bia cho thiên hạ chê cười. Người yêu bỏ con đi vì con có một bà mẹ tối đời. Mai, má con đã giết đời con mà không cần cướp dâu, có lẽ sống trọn đời của một kẻ bước vào yêu. Tại má con mới mất số phận hầm yêu, tội lỗi của má con mà con phải nay lưng xa trà. Má con bỏ con biết là con sẽ buồn nhiều lắm, nhưng con cũng chắc là con đỡ tôi nhục hơn nhiều. Mai à, ba à, cậu cấm con nói như vậy. Má con đâu phải muốn như vậy đâu. Kẻ đáng tội chính là cái thằng là cái gã đàn ông nào làm lỡ đời xuân của má con. Nói vậy cậu biết ba con sao? Biết. Người ấy là ba là bạn của cậu mà con. Vậy hả? Cậu biết tại sao ba con lại bỏ má con không? Biết. Cậu biết ngày xưa ba con đâu có ngờ gì phút giây dùng dài con đã tượng hình quang nghiệt cho má con. Má con đã nuôi con bằng tất cả sắc son căng răng hứng trọn phần đại đo. Cha mẹ đuổi xua họ hàng khinh rẻ, ngày tháng khóc cạn máu tim mà nuôi dưỡng con được nên người. Mai à, con đừng buồn nữa, hãy nghe cậu nói nè. Con đừng nghĩ quấy mà hờn giận má nữa nghe con. Cậu hứa sẽ tìm ba con cho con đoàn viên phụ tử, đời con sẽ được sang giàu sung sướng với người ta. Cậu ơi, như vậy là con cũng có ba. Phải, con vẫn có ba. Bộ ba con giàu lắm hả cậu? Ba con giàu lắm. Dạ, và hiện giờ ba con vẫn còn cô độc. Dạ, ba con đau khổ lắm con ạ. Cậu biết, ba con mà gặp con đó hả? Là ba con mừng lắm đó con. Thật vậy hả cậu? Cậu ơi, vậy khi gặp ba con rồi, anh Dũng ảnh đâu có khi con nữa phải không? Phải, không còn ai dám khi con nữa hết, vì ba của con rất thương con. Cậu, con vui lên đi. Con mừng quá. Thật là tồi bại mà. Kìa hà, con nói ai vậy? Tôi nói cậu với Mai đó. Chị Mai, má chị đang đau nằm liệt ở nhà thương mà chị vẫn thản nhiên. Con dài mặt xa mẫu yếm với nhân tình, chị muốn bắt cậu lanh thai vào chỗ Dũng. Thật là một người con gái hết sức xấu xa, lại bày trò qua nguyệt tại nhà thôi. Hà, chị có điên không? Chị nói tôi là nhân tình của cậu lắm. Phải,
Thu Hà ơi đừng giận dỗi hiểu lầm, mai đây là chắc nết lặng lờ. Đi đi, tôi không muốn thấy mấy người trong nhà tôi nữa. Đi đi. Ông thấy tôi hận má tôi là đúng chứ? Chị tôi nghèo nên ai cũng chửi tôi được, ai cũng sỉ nhục tôi được cả. Má tôi đã tạo cho tôi một cuộc sống như vậy đó. Cô Hà, cô cao quý lắm, cô đẹp đẽ lắm. Cô không muốn gần tôi thì tôi cũng đâu cần gần mấy người như cô nữa. Mai, 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 xin lỗi má. Vĩnh biệt. Mai à, Mai, đi lại cho má hỏi. Lâm à, chuyện gì vậy anh? Thu Hà nó đuổi con Mai. Sao? Con Hà, tại sao con lại đuổi con Mai? Có gì thì con cũng phải nói lại với má để má phân xử chứ. Tại sao con không nói con Mai nó đã làm gì? Chị Mai và cậu Tâm đã yêu nhau. Hà, con đừng nói bậy. Con Mai nó là con, là con của người bạn thân của tôi. Tôi gặp cậu từ hồ mới biết rõ tâm tích của chị Huệ và nó. Tôi khuyên nó ăn ở có hiếu với mẹ nó, và tôi hứa sẽ tìm cho nó gặp ba nó. Chỉ có vậy thôi. Hà, cô có nghe cậu Lâm nói không? Sao con hấp tấp quá vậy? Thôi. Tại sao vậy con? Thôi Phương à, đừng rầy con nữa. Để tôi đi tìm con Mai. Thu Hà, từ hồi nào tới giờ tánh con hiền dịu lắm, sao hôm nay bỗng dưng con lại nóng nảy vô lý như vậy? Con Mai nó đang tủi nhục, oán hận vì má nó nghèo. Rồi bây giờ con lại xua đuổi nó, rồi nó uất ức quá nó tự tử thì làm sao? Con xin lỗi má, con không biết làm sao mà con hồ đồ như vậy nữa. Nhìn cậu Lâm vuốt dây nó là con phát tức lên nè. Cậu Lâm thương nó thì cũng như thương con vậy chứ có gì mà con tức. Nói ví dụ mà nghe, dầu cậu Lâm có yêu con Mai cũng không có liên can gì đến con mà. Không không, cậu Lâm không thể nào yêu Mai được. Sao lại không? Họ là người dân với nhau mà. Nhưng mà để má đi tìm nó cho rõ. Nếu thực sự mà cậu Lâm với con Mai nó như vậy, má sẽ tác hợp cho hai người. Má, má không thua con sao má? Con khổ quá. Con có gì giấu má phải không Hà? Má, má ơi, con vẫn biết con đã hồ đồ nóng nổi lắm, nhưng buồn giận đã làm con không dằn nén được đau thương. Con phải làm sao đây khi nghẹn tiếng chán chường lòng éo ru vì thương vì giận? Má ơi, hãy ôm con vào lòng trong đôi tay mở rộng, con xin mượn lòng mẹ bao la mà ru trọn giấc thương sâu. Đời tay mẹ yêu thương con định bước qua cầu, con phải nghĩ gì đây trước cảnh tình đau xót con nghẹn nghẹn đau buồn cho đời con gái đơn xuân. Những đêm một mình trên gối lẻ bâng khuâng mơ vẫn do anh thầm mơ mộng, giờ vẫn bâng khuâng hồn xuân đang mở rộng. Còn gì nữa đâu tầm tay con vừa đánh mất tuổi xuân rồi. Con nói gì mà má không hiểu gì hết vậy hả con? Má, đời làm mẹ dưới bài năm trường giờ thân quá khổ sống cho con. Cứ mỗi lần thấy con sầu muộn heo hôn là má nghe như hồn mình đổ xuống. Má sống cho con mà đau buồn sung sướng, nước mắt con rơi má cũng khóc đây rồi. Nói cho má nghe đi, má chờ đợi con. Má nhất quyết sẽ làm cho con toại nguyện. Đừng giấu má mà một mình sầu căm nín. Con khổ đau má đâu còn có vui gì. Thu Hà, nói cho má nghe đi. Nói đi con. Má ơi, con không muốn mất Lâm. Hả?
mình đã bỏ mất gần 20 năm hạnh phúc. Bây giờ thì... Trời ơi! Bây giờ thì con tôi nó lại... Phương à, con Mai nó đi đâu mất biệt không có trong nhà Thương nữa. Anh về cho em hay đem vào với chị Huệ. Ủa, sao em biết sắc vậy? Bộ có chuyện gì nữa phải không em? Phương, phải. Có chuyện gì? Anh bình tĩnh nghe em nói nè. Em làm anh hồi hộp quá. Chuyện gì? Em nói mau đi em. Anh Lâm à, hôm nay thì em có thể trả lời chắc chắn với anh. Sao em? Chúng mình không thể kết hôn với nhau được. Anh Phương à, em suy nghĩ kỹ rồi chứ? Lần này thì em suy nghĩ kỹ rồi. Hồi xưa vì cha mẹ mà em phụ anh một lần rồi. Hôm nay em lại phải vì con mà phụ anh một lần nữa thôi. Vì con? Vì Thu Hà? Thu Hà nó không bằng lòng cho Phương kết hôn với anh phải không? Có phải vậy không? Phải. Nó không bằng lòng vì nó... Nó ghét anh có phải vậy không em? Phải chi nó ghét anh thì còn dễ xử cho em hơn. Đằng này nó... Ủa, vậy chứ sao em? Tại vì... Vì sao? Quân Hà nó yêu anh. Trời đất, em lấy gì làm bằng chứng chứ? Chính miệng nó thốt ra. Mà anh không để ý cử chỉ của nó sao? Vì yêu anh nên nó mới ghen với con Mai đó. Trời ơi, thật là anh không ngờ. Anh Lâm à, chúng mình đã nửa đời người rồi, có hạnh phúc cũng chẳng có là bao. Thôi thì cứ kể như mình chẳng quen nhau là hơn hết. Phải hy sinh cho con anh à. Hy sinh, hy sinh. Đời em lúc nào cũng chỉ có hy sinh. Hy sinh cho con, thà là em khổ chứ em không đành lòng nhìn nó đau khổ. Anh Lâm à, vì em, anh hãy vào an ủi nó đi. Hả? Đi giùm em đi, em gian anh mà. Trời ơi, sao lại có chuyện tréo ngoe kỳ cục như vậy nè? Anh Lâm, đây không phải là mộng nữa mà là sự thật. Anh cũng biết mối tình đầu của một đời người tuy lão anh nhưng khắc ghi sâu vào trái tim non nước của con khờ. Những ánh hình tuyệt đẹp khó quên. Vì vậy suốt đời em chỉ biết hy sinh và tội nghiệp những người thân. Chỉ tội cho tôi chờ đợi em tới lúc tôi già vẫn chưa được nghe lời em tội nghiệp xót thương. Ngày mình yêu nhau hai đứa mơ chầu cầu, em đâu có trời buồn không anh biến mộng xứ chẳng thành. Em tin không phải mình mà vì đời chia rẽ. Em buồn trên vì hai đứa giữa cơn hè đi, yêu thương kéo dài ngày hai đứa chia tay. Một lần bên nhau là yêu nhau suốt đời. Trong cơn mê đắm này là dấu buồn hôm nay. Anh Lâm ơi, xin anh đừng nói lời hờn trách. Tôi thấy tụi mình ai đã lớn, dẫu hạnh phúc không còn bao nhiêu năm nữa. Chúng ta như cây già còn bao nhựa, sống hải vung quen cành xanh cho đường ngát. Con của em như hoa vừa hé nhụy đón xuân hồng, nhưng mà nó còn thu-
thanh xuân với tháng rồng năm dài nó sẽ lãng quên. Còn tình của chúng mình một đời mong đợi để yêu nhau. Tình của chúng ta đã từng quen cam chịu dở dang, dầu tiếc nuối hạnh phúc cũng đâu còn bao lâu nữa. Em phải vì con mà hy sinh chuỗi ngày thừa thải, nhìn hạnh phúc của con làm nguồn vui sống cho mình. Không, má ơi, con đã hiểu, đừng nói tiếng hy sinh trong khi má đã dắt cạn máu tim nuôi con khôn lớn và đã hy sinh quá nửa đời sương phù sống cho con trải qua mười mấy năm dài. Má, con thề là con sẽ quên tất cả những mộng mơ lầm lạc tuổi thanh xuân. Từng giọt máu tim hy sinh của má đã rơi, con không dành đâu. Cậu Lâm, hãy tiếp tục yêu má con đi. Con có cách của con rồi. Thu Hà, con của má, má phải lo hạnh phúc cho con trọn vẹn mà. Má. Anh Lâm, anh Lâm ơi, anh Lâm. Chuyện gì đó Phương? Cô Thu Hà đó, nó bỏ đi rồi. Sao nó lại bỏ đi? Nó có để thơ lại cho em nè, anh đọc đi. À, nín, nín đi em. Kính gửi mẹ. Mẹ ơi, Phương đi, tìm qua nơi trong phương trời, tình đầu chân hiếm chúa đời. Còn sống vui bên bầu người đang nghèo khó, chỉ cần con giúp lòng mong mối tình xưa cứu liền đôi. Câu ai ân xin người khác suốt đời, trọn đời vui sống chung đôi, miên đừng có phụ lòng nhau. Trời ơi, con tôi. Phương à, em đừng buồn nữa. Như vậy là Thu Hà đã theo chân đoàn thể bác ái đi cứu giúp những người nghèo đói bệnh tật. Anh tin rằng con sẽ tìm ra ý sống. Dạ, nhưng em vẫn muốn chúng ta, nhất là anh, phải cố làm sao cho nó hiểu được là chuyện chúng mình không bao giờ có được. Phương, trời ơi, tại sao bao nhiêu quan nghiệp quá khứ bây giờ lại đổ ập xuống đầu tôi như vậy nè trời. Anh Lâm, anh đừng nói những lời bi quan đau đớn, càng làm cho em khó chịu thêm thôi. Phương, em hãy ngồi xuống đây đi em. Bữa nay anh cần nói cho em nghe một sự thật đau thương của dị vạn. Ngồi lại đi em. Chuyện gì nữa đây? Thôi được rồi, anh nói đi. Hồi đó, lúc đeo đuổi Phương mà không được Phương nghĩ đến, tôi đau buồn tuyệt vọng, tôi định bỏ xứ ra đi, thì Huệ lại đến với tôi để sớt chia an ủi. Nhưng rủi cho Huệ gặp tôi như kẻ bị đắm thuyền chơi với giữa biển. Tôi liền mượn Huệ làm phao và đã hành động qua ngông cuồng. Nghĩa là anh yêu chị Huệ à? Không, không phải tình yêu mà là chiếm đoạt phũ phàng. Tưởng đâu nhờ Huệ là phương thuốc chữa trị vết thương lòng, nhưng rồi tôi vẫn tưởng nhớ đến Phương. Tôi liền bỏ xứ ra đi, mặc cho Huệ khóc than vì tình của Huệ bị tôi lợi dụng. Nào hay đâu Huệ đã mang thai vô thừa, nhận nên bị mẹ cha từ phải xa biệt làng quê. Huệ phải bỏ xứ ra đi, chịu gian truân khổ nhục đến ngày nay. Thật không ngờ anh tệ đến như vậy, nghĩ mà tội nghiệp cho chị Huệ vô cùng. Sóng gió cuốn tới lúc tình yêu mất rồi, đam mê đi hoang trên vùng trăng trôi buồn,
bánh xe tình yêu từ lâu chưa đến nơi. Ngày xưa cho đến nay tình yêu luôn đớn đau, nước mắt tiếc nuối chảy đầy trong đáy hồn. Ưu tư em mang theo vòng tay đã rời, nhớ thương từng đêm về phanh vui bên đâu. Ngày vui đi quá màu, ngày buồn sao kéo dài. Tôi hối hận lắm Phương à, tôi không ngờ sự nông nổi ngông cuồng của thời trai trẻ đã gây thành tai họa và hậu quả kéo dài cho đến ngày nay. Tôi sẽ cố gắng đi tìm cho được con mai, lo cho nó được hưởng giàu sang sung sướng. Đó cũng là hành động tạ lỗi với quê ngày xưa, vì tay tôi mà quê đã gần hết một đời sầu hận cùng. Tại vì tôi mà quê khổ riêng mình. Còn tình yêu thì thiên hình vạn trạng, không sao phân tích được. Và có lẽ đến hết ngày tàn tôi vẫn còn đau khổ, vì tôi vô duyên xấu số nên không bao giờ được hưởng một chút hương vị tình yêu như tất cả mọi người. Kìa, cậu Tư Hồ về tới kìa. Dạ chào anh chị. Cậu Tư, chị Huệ khỏe không cậu Tư? Huệ có khỏe không cậu Tư? Dạ, khi bớt khi tăng, làm như bệnh giả đò vậy, thiệt rầu hết sức vậy. Còn con Mai, cậu có gặp con Mai không cậu Tư? Dạ chưa, tôi đi kiếm nó khắp cùng ngõ hẻm đó, nghe người ta nói nó đi với mấy người ăn mặc sang trọng vô trong vũ trường á. Mà tôi kiếm nó riết mà không có thấy gì hết trơn á, trời, tôi nghi chắc nó lánh mặt tôi quá. Anh Lâm cũng đi kiếm nó rồi mà không gặp, con nhỏ thiệt là. Trời ơi, nó đi cái kiểu này tôi sợ chị, tôi chỉ nhớ nó chị cũng dám chết lắm mà. Con nhỏ này thiệt là con quỷ sứ mà. Cậu Tư à, cháu nó còn dài lắm, cậu đừng giận nha cậu. Tôi sẽ gặp nó, tôi cho nó biết tôi là ba của nó, và tôi sẽ rước nó về nhà nuôi, để cho cuộc đời nó được sung sướng. Chừng đó thằng Dũng sẽ năn nỉ mà cưới nó đó cậu. Anh nói nghe sao dễ quá. Anh nhìn con Mai thì được, chứ anh mà rước chị Huệ tôi sợ còn lâu à. Tôi nóng ruột quá, tôi phải đi tìm con Mai mới được. Thiệt là hết nói mà. Mai, con vô đây, ngồi xuống đây rồi cậu hỏi chuyện con. Ngồi đó đi. Mai à, sao con quá vô tình và nông nổi như vậy chứ? Trong khi mẹ con đang đau nằm ở nhà thương, con không vào săn sóc cho mẹ con mà con bỏ đi chơi như vậy chứ? Con có biết con làm như vậy là con có lỗi với mẹ con không? Mai, con có biết con làm như vậy là con bất hiếu không? Mai, sao cậu nói mà con làm thinh như vậy? Mai à, con có biết sự im lặng đồng nghĩa với cái sự khinh miệt không con? Mai, 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 con làm gì dữ vậy? Tại sao con hỏi mà con không trả lời? Con không cần trả lời ai hết á. Trong nhà này nè, có ai coi tôi ra cái gì đâu. Tôi đi thì kệ tôi. Nhưng con đi đâu? Thân gái bơ vơ khó mà giữ gìn được đời mình, con có biết chưa? Tôi không cần gì hết. Má tôi ngày trước có gìn giữ gì cho cuộc đời con gái đâu. Không nè. Tại sao đánh tôi? Ông có quyền gì đánh tôi chứ? Tao là cha mày, tao đánh mày được không? Cái gì? Ông là cha tôi? Không, tôi không tin. Cha gì mà bỏ mặt con cực 20 năm trời bơ vơ coi cút. Cho dù ông có là cha tôi đi nữa, tôi cũng không chấp nhận đâu. Mày, ông buông tôi ra. Mày, buông tôi ra. Mày, mày ngồi xuống đây nè. Ngồi đi con. Con ngồi xuống đây răng mà nghe tâm sự một người cha vô tình, một người cha vô trách nhiệm. Trời ơi, tôi vào đây, mọi người trong nhà này nè, ai cũng quay tôi như quay cái chông chông vậy đó. Mai à, nghèo không phải là cái nhục đâu con, mà chỉ có con người ham sống nhục. Giàu sang cũng chưa chắc là hạnh phúc. Cũng như ba nè, ngày xưa ba cũng nghĩ rằng nghèo sẽ không bao giờ được kề cận bên người yêu. Để rồi 20 năm trời ba lăn lộn với đời tạo nên sự nghiệp. Cho đến bây giờ ba có được gì đâu con.
lòng muốn nói lại tơ tình xưa dứt đoạn với người yêu cũ. Nào hay đâu tội tình quá khứ xâm lại quanh tôi để mà đòi nợ ân tình. Mai ơi con có biết chăng mẹ con ngày xưa cùng yêu mà đau khổ con cùng. Bụng phận làm cha muốn tranh cho con vết xe đổ cũ, chơi cái tát tay vừa giận vừa cảm thấy buồn thương. Ta mong rằng con đừng bất hiếu vô ân, đừng chỉ thấy mình với nỗi đau nhỏ mòn. Con lại kêu than như cả trời sầu bể hận, so với mẹ con mười mấy năm nay đau khổ đón trường. Cậu, cậu là ba tôi sao? Phải, ba, ba nè con. Không, Mai, ông không phải là ba tôi. Mai à? Mai à, đúng, ảnh là ba ruột của con đó Mai. Cậu Tư, sao con nói ba tôi tên là Hiếu mà? Hiếu hay Lâm gì cũng thằng chả đó. Má, có đúng như vậy không má? Đúng, ba con đúng. Má ơi, sao con nghe lời gọi tiếng ba thân thiết gì trong con cứ nghe lạnh lùng xa lạ thắm tình. Không như những lúc con gọi má mà nghe em ru ấm cả. Má ơi, chỉ mấy ngày xa rời vòng tay mẹ, tôi chưa lặn lội mưu sinh, con cũng thấy đời cuồng loạn đau điên. Con mới biết cuộc đời má sống kiếp trung chuyên, vì những nhục nhằn má nuôi con hy sinh chịu đựng. Con về bên má, dù dũng có gì má nghèo mà khinh phụ, con muốn được sớm chia tâm sự với mẹ hiền. Mai à, lúc này mà con biết thương má con, cậu sợ má con không còn sống được bao lâu nữa đó con à. Cậu Tư, con tôi nó biết thương tôi thì tôi phải vui mà sống chứ cậu. Anh Hiếu, ngày trước tôi và anh đã gây điều tội lỗi, mà hậu quả bây giờ lấy đổ trút lên đầu của con. Trước mặt con anh tính sau đây, tôi muốn được chính tay nghe anh nói lời nói dối. Quê ơi dù ngàn mộng trăm mơ tôi cũng đành bỏ hết, tôi thề phải lo cho mẹ con em được toàn vẹn cuộc đời. Điều trước tiên là tôi nhìn nhận con tôi và sẽ lo cho nó thành toàn hạnh phúc. Cho dù con nó hận cha nó ngày xưa vô trách nhiệm, nhưng bổn phận bây giờ tôi không thể mắt lấp tai ngờ. Quế à, em đừng lo, lần này anh sẽ săn sóc cho em và con. Thật tình ngày trước tôi có yêu anh, cho nên tôi không tiếc gì với anh hết. Nhưng qua gần 20 năm xa cách, tình yêu đó đã hoàn toàn phai nhạt. Và tôi cũng vừa được biết ngày trước anh yêu chị Phương, nhưng qua gần 20 năm cách xa, tình yêu đó chẳng những chẳng nhạt phai mà vẫn còn nồng thắm đậm đà. Vậy thì thưa anh chị, tôi xin quỳ xuống để vàng. Đừng, đừng làm vậy mà. Hai người hãy nối lại duyên xưa, trời. Và xin nhận lấy con Mai như là đứa con chung. Anh chỉ tròn vẹn tơ duyên, con Mai cũng tròn vẹn ân tình. Chị Quê, tôi xin chị
vậy. Tôi vừa mới cự tuyệt với anh Lâm chuyện tái hợp tao phùng. Quê ơi, dù cho anh rất đổi yêu phương, nhưng bây giờ gặp mẹ con em thì anh coi như chuyện cũ đã qua rồi. Em hãy an tâm cùng anh lo cho con hạnh phúc. Chị ba ơi, em khuyên chị, nếu có thương con cũng dành cho chị phần nào. Cả một đời hy sinh nắng dài mưa dầu, bây giờ con mãi yên phận, chỉ còn chờ đám cưới nữa mà thôi. Cậu Tư, chị Phương, anh Hiếu, nếu mọi người thật tình thương tôi thì xin đừng ai dối nói lời từ chối. Vì tôi chỉ sợ chưa đến ngày đám cưới mà tôi vội ra đi ngủ giấc say nồng. Đừng nói như vậy Quế à. Tôi muốn con tôi được trọn vui hạnh phúc bên chồng, để nếu lỡ tôi có nhắm mắt trước ngày đám cưới, tôi vẫn cứ tin rằng con tôi được trọn vẹn tơ duyên. Cậu Tư ơi, cậu đừng trách ai đã tạo oan khiên, nếu thương chị cậu cũng đừng nên trách chị. Chị đủ sức sống ôm đau lụy ngót 20 năm là nhờ con mai với nghĩa sống thiêng liêng thâm tình mẫu tư. Chị ba, chị đừng nói vậy chị ba. Nếu chị mà có bề nào là lỗi cũng do em ngày trước gây ra mà chị ba. Chị Phương, anh Hiếu, nhận lời đi cho tôi được vui mà. Ý anh thế nào, anh nói cho chị Huệ nghe đi. Đừng ai ép buộc tôi hết mà. Ngày mình yêu nhau, hai đứa cũng không sầu thang. Anh đâu có ngờ rằng tình yêu kịp sao. Đường trần đêm đêm, mắt buồn má tối hờn, lang thang trên lối mòn, vì đời thêm thương đau. Ngày mình yêu nhau, hai đứa lần bên nhau tưởng là yêu suốt đời, trong cơn mê đắm này là dấu buồn anh nâng. Quê, quê ơi, nhờ con mà em kêu dài kiếp sống gần 20 năm trời đau khổ. Còn tôi quan khiên khổ lụy suốt 20 năm trời, dồn lại một lần trúc ọp xuống đầu tôi. Thôi, lời an ủi cuối cùng cho mỗi chúng ta là mình đã già rồi, hãy sống mà lo cho con hạnh phúc. Làm bạn cùng đau, làm chồng làm cha cùng nhục, khiến tôi nghẹn tiếng thương và nghẹn tiếng nhận lời. Số phận quan khiên xui tôi đã gặp lại người xưa, để nhận lấy cả trời sầu bể hận. Con người yêu xưa nay lại thốt lời cự tuyệt, và vợ con tôi giờ gặp lại cũng đau lòng. Má, con, má khỏe chưa má? À, má khỏe rồi con. Ôi, con tôi đẹp quá, sang trọng quá. Dũng ơi, dạ. Con có thấy vợ con đẹp không con? Dạ đẹp, đẹp lắm má.
Má chúc hai con hưởng tuần trăng mật thật vui vẻ. Cảm ơn má Phương. Dạ cảm ơn má Phương. Thôi, hai con thăm má một chút vậy được rồi. Ra phi trường đi, để anh chị chờ. Đi đi con. Dạ, con đi nghe má. Con đi nghe má. Má Phương và cậu Tư. Thôi được rồi, bây giờ con có chồng giàu sang rồi, đâu cần má cần cậu nữa. Cậu Tư, đừng giận con nữa mà cậu Tư. Thôi con đi, chào. Chào. Ờ, con đi đi. Trời ơi, hôm nay là ngày hạnh phúc của con tôi. Tôi vui quá cậu Tư ơi. Kìa, Quế, em. Chị ba. Em làm sao vậy? Trời ơi, chị ba, tôi tự nhiên chị yếu gan vậy nè. Chị ba. Đừng nói lớn. Đừng nói lớn để cho con nó được trọn vui. Quế. Má ơi. Quế ơi. Má vui quá con ơi. Em à. Má. Chị ba. Trời ơi, sao chị ba tôi vậy nè. Quế. Chị ba. Quế. Trời ơi, chị sao vậy chị Quế? Trời ơi. Đúng là trên đời này không có gì bằng tình mẹ thương con. Một bông hồng cho con, một bông hồng cho em, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn. Rồi mai này thiên con mất đi như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười. Ngờ đời mình không lớn khôn thêm như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Mẹ, mẹ là dòng suối yêu hiền, mẹ, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mắt sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối. Mẹ, mẹ là lo miếng ngọt ngào, mẹ, mẹ là nai chuối buồn cao, là tiếng dê đêm thâu, là nắng ấm nương dâu, là giông